Bộ Y tế Thái Lan đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây COVID-19 khi các gia đình đoàn tụ để đón Tết Nguyên đán sắp tới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong các cuộc họp mặt gia đình. Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo các gia đình nên tăng cường các cuộc gọi video để giảm gặp mặt trực tiếp, đặc biệt là với những người cao tuổi nằm trong nhóm có nguy cơ cao mọi người dân nên đeo khẩu trang khi nói chuyện trực tiếp. Theo nhà chức trách Thái Lan, người dân sẽ vẫn phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cho đến khi có được khả năng miễn dịch cộng đồng. Khoảng 5 triệu người dân Thái Lan sẽ được tiêm chủng bằng vaccine của AstraZeneca trong giai đoạn đầu. Giai đoạn tiếp theo sẽ tăng lên 10 triệu người.